mới lên đây. 10 giờ lên nhưng mà lúc này phải gọi cho ông Kiên, gọi ông Kiên. Lạc đường, chứ làm gì chạy đến 4-5 tiếng thế? Thế 4 tiếng vì lạc đường. Vì lạc đường quay hay là tại xe lỗi lầm gì đi chậm không, không hay là? Không lỗi lầm gì cả. Không lỗi lầm. Vì chưa biết nhà đâu hả? Ông à. Ở chùa Hà ông có cái đường qua kia rồi. Vâng. Nhưng lúc thì có tình quá. Thế hôm nay biết rồi, vận sau đi nhanh hơn nhá. Ui giời, hôm nay chẳng biết rồi, nên vô thôi. Vâng, ok, anh có Dream, anh giới chiếc Dream cho em được không? Rồi, là đây. Xe của anh thì chính chủ. Xe tên chính chủ này, vâng. Chính tên chính chủ. Yeah. Anh mua từ năm? Mua năm 2013. Rồi, 2013. Yeah. À, chạy à. Quá trình hơn chỉ 10 được, năm. Chỉ được gọi là chạy được hơn vạn cây thôi. Vạn cây. Đây hiện vạn tư vạn là chuẩn. Đấy, có là quay km thì còn tháo ra. Ở nhà tôi không đi được. À, không đi. Vâng. Có tháo lắp gì thay thế thì đó, em biết để em xử lý lại thôi. Chưa thay thế. Kể cả lốp. Chỉ kể cả lốp là chỉ có cái này thay dầu. À, thay dầu. Có. Dự gươm nhỉ? Thế thôi. Đó cả nhá. Rồi. Mà thì tôi cho thêm vào, thứ nhất là cái này tôi võng một cái này. À. Cái này là cho thêm vào thôi. Tỏ mấy cái lượn nữa đúng không? Tôi có cái này thì nó bị gãy rồi, tôi tháo ra rồi. Lốp hưởng côn. Rồi, đấy là những cái chi tiết anh tưởng vừa kể. Nói chung là chưa có gì mà thấy. Con ốc là chưa có đảo nào cả nhá. Chưa đảo chỗ nào cả. Chưa có đảo thì hả, còn vết đỏ đi. Gìn hết. Nó tự nhiên. Thay đầu thì có. Thôi, rồi. Nhưng mà nói trong phòng kia. Anh em đang bảo nhìn ông anh uy tín thật. Uy tín. Tôi nói là người lính, người lính. Anh đi năm bao nhiêu nhỉ? Tôi không có quy lính như tôi à, ở nhà thôi. À không đi à? Em tưởng anh đi, thấy anh vừa nói chuyện chiến tranh ác. Chiến tranh nào? Hai ông anh. Hai ông anh, đấy. Thấy ngồi nói chuyện 77, 79, 80 đi. Một ông sĩ, một ông thương binh. À, rồi, chào chào. Vâng. Anh em có đến đây là anh em. Vâng. Ok, anh giới thiệu qua về anh em cũng nắm bắt rồi. Một chiếc 2013, không lỗi lầm, không thay thế, đúng không ạ? Rồi, cameraman quay một vòng trước đã, rồi để cho các khách hàng cùng xem, rồi anh em mình cùng giao dịch nhá. Tất cả khách hàng cho em giá theo luôn để làm sao sản phẩm nó đúng giá trị và nó cũng là thật nhất, đúng không ạ? Thế em đang nhờ các anh em cộng đồng mạng chia sẻ hay là chốt giá cho anh em mình đấy. Đấy, ốc đây, tất cả các ốc này, các bác nhìn này. Đấy, anh nói là zin hết này anh em này. Zin hết này, zin hết nhá. Dạ, đầu bò thì mốc rồi. Nhược điểm thì nó cũng có. Xe thật, xe dân. Xem mình ra đây. Anh đến đúng từ 15C An Dương luôn, đúng không? Toàn Dương, đẹp quá. Thôi thì anh em mình cũng nói chuyện qua rồi, bây giờ anh để là bao nhiêu tiền? 8 triệu. Anh vừa nói em bao nhiêu xong em trả bao nhiêu, cứ thật thôi anh ạ. Tại vì ở trên này bọn em làm thật. Biết làm thật rồi, ông là người giả 30 triệu thì chưa bán đấy. Giả bao nhiêu mà anh đó. Khác nhưng mà cuối cùng anh đến là rồi. Giờ anh nói là tôi thật. Không. Nếu tôi nói rồi, cái xe của tôi nó nhớ lên nhiều phân khúc. Tôi đã nói tất cả anh em bây giờ. Mà tôi chất Hải Phòng tôi nói thật luôn. Đúng, Hải Phòng là không lòng vòng, chuẩn. Không lòng vòng. Em anh em nói em cắt lời anh trưởng nhá. Là thứ nhất là trước là anh đưa ra. Anh em nói em thì đang bảo là 30 vẫn chưa thống nhất được với nhau. À, không nghe nhầm à? Thế thế lại mua bán lại nghe nhầm thế này. Nhưng anh tưởng em nói này, nó là những cái xe có những cái zoom cái độ bong chóc nhũ. Anh công nhận không? Thì thôi, giá thì anh cũng phải để cho em còn chia sẻ cho các anh em trên live. Thì nếu mà mua thế em bán ra thì đúng không? Em bảo này, ok nếu anh nói thế nhá, em giả 30 anh không bán mà anh đang đòi em 35, em gửi anh thêm 2 triệu, 32 triệu anh em mình Hải Phòng không lòng vòng, chốt sáng ra cho em cũng là để mua may bán đắt cho anh em trên live. Đấy, mặc cả cho các bác 32 triệu. Không đi lính mà người. Đấy. Đấy phải thế chứ. Ok thì bán công khai đại chúng. Anh nói luôn anh em. Đây này. Đấy. Đây nhá, tất cả tôi bán con treo này đời 2013 là 32 triệu đúng không? Đúng rồi. Ok. Đấy, ok, cảm ơn anh Tưởng. Rất là rồi. Đấy. Đấy. Anh Tưởng chào các anh em trên này, xong rồi vào trong nhà uống nước, mời chào uống nước. Đây, anh chào các anh em trên này. Rồi, chào tất cả anh em nhé. Rồi, Đức đưa anh em vào trong nhà. Vâng, cảm ơn anh nhá. 32 triệu. Đấy, càng ngày càng gần anh được. Rồi, cảm ơn anh. À, ông anh vào nhà nhá. Vào nhà. Việt Nam 2013, lốp zin các bạn. À, vâng đủ hai chìa em nhìn thấy rồi đấy. Ê, này. Xin luôn anh em ạ. Có vạn tư, vạn tư mà đấy. Đây các bác nhìn này. Đây, quay gần đây. Rồi, quay gần. Ok. Đấy, anh vào nhà nhá. Vào nhà mời anh vào nhà viết giấy tờ đếm tiền. Quá uy tín luôn. Đấy các anh em Hải Phòng là thế, thẳng thắn chất phác. Lúc sáng thì có chốt giá 50 cơ nhưng mà em thích cái tính của anh là làm sao nó phải giao dịch được như thế để anh em cùng hợp lý đúng không ạ? Đây các bác cùng theo dõi này. Hàng đẹp anh em.
em ơi, nói nhỏ thôi, đây 2013 đấy. Các bác có thể xem này, những cái xe đồ này. Đấy cái nhũ nhá, cái nhũ thì anh ấy để ở nhà nó không tránh được, mà cũng là nhũ đặc sản của đời 2013. Còn những cái ốc này các bác nhìn này, cái răng quanh này hay là cái chân nan này nó trắng này, nó còn chưa sang vàng cơ. Đúng không ạ? Còn lốp thì 1413 đây, các bác nhìn lốp trước này, 1413 này. Đấy, anh em nhìn lốp này. Lốp còn và dày này. Đấy vạn mấy nó có lý do này. Nhựa thì zin tuyệt đối rồi, còn đầu bò. Đúng rồi. Đây, những cái tiếng zoom của chi tiết này không thể tránh được, đúng không ạ? Xe này em nói thật anh em là thôi, hình hài thì nó đều, nhưng anh em nghe tiếng máy hộ em này, đỉnh của đỉnh luôn, tiếng máy. Vào đâu? Biển Hải Phòng anh em nhá. Hải Phòng nhưng mà chính chủ thôi, biển thì anh ấy bảo đẹp đấy, nên là những bác mà đúng Hải Phòng thì đón em về giúp em. Đúng không ạ? Những cái này mình lau hết sai ngay nhá, những cái gì này nó không có để đánh hết ngay. Đây này cái ốc này, cái ốc trục này các bác nhìn này, cái đường mực của ốc trục này nó chưa vặn qua nên là cái mực sơn ở cái trục vẫn còn. Mayer, bát Mayer thì hơi đuối. Bát Mayer thôi, còn bát Mayer được, chân nan vành lốp sau đều còn của 2013 hết. Đây các bác nhìn 141. Cái này 1413 này. Cái máy con này ngon nhỉ? Máy con này chất thế. Ốc em nhìn lườn cái tem sướng ngoạn đồ nhựa này. Rồi Nguyễn Tuấn ơi. Rồi, có vạn 47 một rồi, vạn 4000. Zin hết. Gầm thì còn xanh ngắt nhá, em xem gầm rồi. Đây, nắp bình xăng này, đấy, lườn này, tai này. Rồi. Thôi cứ báo giá luôn để anh em mình nào tiện cho việc cân đối. Xếp báo bán ra là 37.500.000. Đấy anh em nào có quan tâm thì đúng nhu cầu giúp em. Thì tôi thực ra là cũng là mà cả được một chút thì chứ còn để anh em có công, đúng không ạ? Anh em nào quan tâm thì liên hệ nhá. Hàng là sơn zin máy zin 1.400.000 cây. Quay lại gầm cho các bác xem một. Đấy. Anh em nhìn quả gầm này. Uy tín không? 37.500.000 anh em nhá, được cái máy thì bao phê, bao chất lượng. Rồi anh em nghe cái máy của em. Bạn tư mà các bác chắc điên này, còn zin này, gương theo xe này, các cái tay nắm này, cùi này, cái phím này. Rồi. Tùy quan anh em ạ. Có anh em đang bảo là tùy thực ra là cái máy anh em nói là máy này đời này hơi sơ, không phải đâu. Không phải là đời này hơi sơ. Máy 125 máy đời bắt đầu từ rong vàng này, cái tem family này nó sẽ bốc hơn. Ừ. Đành rằng nó cũng có những cái nhược điểm như là nhũ là bị điểm yếu. Đúng hay rồi. Là côn nó có thể kêu nhưng mà nhiều các bác lại thích nó cọc cọc đấy, nhiều bác lại đặc sản cái tiếng ấy không sao, chả ảnh hưởng đặc gì. Đặc trưng của đấy. Nhưng mà chạy nó lại là bốc nhất. Nhiều các bác thích đổi đời lên đời này nó bốc hơn. Bản đầu dài nhá, chuẩn hết. Biển bao nhiêu? Biển 15 anh ạ. 15 Hải Phòng anh em ạ. Bây giờ sẵn tên đổi chủ Hải Phòng rồi, anh em nghe tiếng máy của em. Mời hàng đẹp nhá. Dã man luôn, chất cực. Không một túi ù hú nào luôn. 37.500.000 anh em nào có quan tâm. Xứng đáng mà các anh ạ. Đẹp như thế này các bác. 36 triệu chốt anh Trần Trọng Cương. Trần Trọng Cương. Làm gì tìm được con vạn rưỡi chuẩn chính chủ của anh Cường. Người Hải Phòng chính chủ đấy các bác ạ. Hàng đi từ Hải Phòng một phát lên đến đây. Đẹp lắm. Nên mong anh em chia sẻ giúp em nhá. Vâng. Giá hợp lý cái tem này. Bạn nhìn lại cái tem. Đúng không? Có phải của hàng 570 không? Sáng bác đến bác đòi em 50 đấy. Nhưng mà thôi hai anh em cũng là tỉ tê hết hai ấm nước chè cộng với mấy chục bi thuốc lào. Em thì không hút nhưng mà ngồi cạnh tiếp thuốc. 37.500.000 anh em ạ. Nên là được việc đúng không ạ? Thôi giao dịch thuốc lào mới chặt. Hai xe đời rim rồi, từ thập niên 90. AB mười mấy triệu có luôn anh em, chờ em xíu. Đi anh Dream này luôn. Làm chiếc Dream, vâng. Rẻ đây. Hàng có spa qua đây, hàng coi như dọn rồi đi, anh em dễ hiểu. Đây có sơn tỉa nhá, sơn tỉa. Nhưng mà chân nan vành đồ này, hàng này cũng đã có những cái buổi live trực tiếp trên truyền hình. Đấy, Goxy này, các bác nhìn này. Đấy, dọn rồi, sáng hơn, đẹp hơn. Nhưng mà tất nhiên là dọn rồi thì nhiều các bác lại không thích. Máy chạm rồi, ra máy có tỉa, tem, lườn, đồ. Nhìn nó vẫn còn đều về hình, đúng không ạ? Đặc biệt là ưu điểm nó là giá rất hợp lý phải chăng? Rồi, biển số xe 30M84042, đời 2010 anh em nhé. 2010 vào bô 2513 bô Thái rồi. Tháng 11/2010, máy căng đúng không ạ? 19.500.000. Đấy có 19.500.000 các bác ạ, chưa đến 20. Biển Hà Nội ngon lành hết. Nhưng mà nó là dọn rồi nhá, em phải chia sẻ dọn rồi, có làm đẹp spa qua nên là hình ảnh nó sẽ sáng hơn. Nhưng mà đồ nó không phải là đồ, tức là cái nước sơn không phải nước sơn zin nữa, có sơn qua như da máy, như càng hay là những cái mặt ban thờ. Nên em phải tả. Nhưng mà được cái là hàng khung sườn nó vẫn còn chắc chắn. Nắp bình xăng có tỉa, lườn này, nóc này cũng đã được dọn. Những chiếc Dream Việt đời 2010 dọn dẹp xong xuôi ngon lành. Thì các bác có thể cân đối chọn lựa cho em.
Rồi, cảm giá là 19.500.000. Ừ. Hà Nội vừa bán sắp cấm xe máy cho nên bây giờ xe Hoàng này em mang xe vào nhà anh. Ở đấy không phải nhà anh, mang vào đây.